Trong thế giới của tiểu thuyết Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Trương Vô Kỵ là một trong những nhân vật được coi là võ công cao cường nhất. Nhờ một sự tình cờ, Trương Vô Kỵ học được ba môn võ công quý báu, Cửu Dương Thần Công, Càn Khôn Đại Na Di và Thái Cực Thần Công. Thậm chí, anh còn được Trương Tam Phong truyền dạy Thái Cực Quyền và Thái Cực Kiếm. Sau này, nhờ đoạt được thánh mở lệnh của Minh Giáo Ba Tư, Trương Vô Kỵ còn học thêm nhiều môn võ công khác. Mỗi môn võ công mà Trương Vô Kỵ học đều được coi là tuyệt đỉnh trong võ học thời đại đó, và anh nhanh chóng trở thành đệ nhất cao thủ. Trong tác phẩm Thiên Long Bát Bộ, Đoàn Dự là một trong ba nhân vật chính. Đoàn Dự học được môn võ Lăng Ba Vi Bộ và Bắc Minh Thần Công. Sau đó tại chùa Thiên Long, Đoàn Dự may mắn luyện thành công Lục Mạch Thần Kiếm, môn võ công được xem là một trong hai đỉnh cao võ thuật của thiên hạ, cùng với Dịch Cân Kinh của Thiếu Lâm. Với những môn võ công này, Đoàn Dự là một trong những cao thủ võ thuật hàng đầu trong tác phẩm, được đánh giá là mạnh hơn cả Tiêu Phong. Cả Trương Vô Kỵ và Đoàn Dự đều may mắn học được các môn võ công thần kỳ và trở thành cao thủ võ lâm tuyệt đỉnh. Tuy nhiên, nếu Trương Vô Kỵ sử dụng Cửu Dương Thần Công và Đoàn Dự sử dụng Bắc Minh Thần Công trong một trận đấu, liệu ai sẽ chiến thắng? Trong thế giới võ thuật của Kim Dung, vai trò của nội công đối với những nhân vật võ thuật rất quan trọng. Những người có nội lực sâu sắc thường có sức chiến đấu mạnh hơn. Không chỉ là những chiêu thức võ thuật, nội công cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xác định kết quả của cuộc đối đầu giữa các cao thủ võ thuật. Theo triết lý võ thuật của Kim Dung, Bắc Minh Thần Công được coi là môn võ giúp người luyện tập trở nên mạnh mẽ hơn. Môn võ này xuất phát từ Tiêu Dao phái và được ví như một thượng thừa trong nội công tâm pháp. Trong tác phẩm Thiên Long Bát Bộ, Bắc Minh Thần Công xuất hiện lần đầu khi Đoàn Dự tình cờ khám phá nó cùng với Lăng Ba Vi Bộ dưới bồ đoàn của bức tượng ngọc thạch do Vô Nhai Tử khắc. Đặc tính quan trọng của Bắc Minh Thần Công là khả năng hấp thụ nội lực từ đối thủ, và mức độ này phụ thuộc vào sự mạnh mẽ của nội lực của đối phương. Điều này có thể tạo ra sự nguy hiểm nếu đối thủ có nội lực mạnh hơn và hấp thụ nội lực của bạn. Bắc Minh chân khí cũng cho phép chuyển hóa dễ dàng giữa các loại võ công khác nhau. Nguyên lý tu luyện của môn này là tích lũy nội lực đầy đủ, giống như cách ao trời cần đủ nước để chở thuyền lớn. Nội lực là gốc, và chiêu số là ngọn của võ công. Bắc Minh Thần Công lấy nội lực của thiên hạ làm nguồn cảm hứng. Đoàn Dự trong truyện đã sử dụng Bắc Minh Thần Công để hút nội lực từ nhiều đối thủ khác nhau, từ đó nâng cao nội công và trở thành một cao thủ võ thuật mạnh mẽ. Cửu Dương Thần Công, hay còn gọi là Cửu Dương Chân Kinh, là một môn võ thuật nổi tiếng xuất hiện trong bộ Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Môn võ này có nguồn gốc từ tiếng Phạn và được ghi chép trong cuốn Lăng Già Kinh tại Tàng Kinh Các của Thiếu Lâm Tự. Mặc dù nhiều người đã học môn võ này, chỉ có hai nhân vật trong tác phẩm, Giác Viễn và Trương Vô Kỵ, thực sự lĩnh hội được toàn bộ sức mạnh của Cửu Dương Thần Công. Cửu Dương Chân Kinh là một bí kíp tập trung vào việc tu luyện nội lực. Theo mô tả của Kim Dung trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, khi ai đó hoàn tất việc học Cửu Dương Thần Công, họ sẽ đạt được một nội công mạnh mẽ đứng đầu, không thể so sánh với bất kỳ môn nội công nào khác. Cửu Dương Thần Công mang tính chất chi dương và tạo ra một luồng nội lực bất tận, có thể phản kích lại bất kỳ cuộc tấn công nào từ bên ngoài. Đặc điểm quan trọng của môn này là khả năng hóa giải nội lực âm hàn, giúp người tu luyện đánh bại đối thủ mạnh hơn. Trương Vô Kỵ, một nhân vật quan trọng trong truyện, đã học Cửu Dương Thần Công và thu nhận được nhiều lợi ích từ môn võ này. Hệ quả trực tiếp là việc anh có thể hoán gân chuyển cốt, biến cơ thể thành bất khả xâm phạm. Sau khi luyện thành Cửu Dương Chân Kinh, Trương Vô Kỵ đã mở ra cánh cửa để học thêm nhiều tuyệt kỹ võ công thượng thừa, đồng thời nhận thức sâu sắc về các nguyên tắc võ thuật. Anh trở thành một cao thủ với cả võ công và nội lực tuyệt vời. Nếu Trương Vô Kỵ đối đầu với Đoàn Dự sử dụng Cửu Dương Thần Công và Bắc Minh Thần Công, ai sẽ là người chiến thắng? Trương Vô Kỵ với Cửu Dương Thần Công không thể yếu hơn Đoàn Dự với Bắc Minh Thần Công. Cửu Dương Thần Công, còn được gọi là Cửu Dương Chân Kinh, là một kỹ năng võ thuật vô cùng mạnh mẽ trong thế giới của Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Sức mạnh của nó không giới hạn và càng sử dụng nhiều thì càng mạnh, nhưng mỗi chiêu thức đòi hỏi một lượng nội lực khổng lồ. Trong quá trình sử dụng, Trương Vô Kỵ đã trải qua sự giới hạn của sức chịu đựng của mình. Mặc dù nội lực của anh ta có vẻ không giới hạn, nhưng việc sử dụng liên tục trong một thời gian ngắn có thể gây ra sự suy nhược. Tuy nhiên, nếu Đoàn Dự sử dụng Bắc Minh Thần Công, việc hấp thu nội lực của Trương Vô Kỵ không hẳn đã dễ dàng. Nguyên nhân là do nguyên tắc tu luyện của Bắc Minh Thần Công đã cảnh báo rằng, nếu nội lực của đối thủ mạnh hơn, như nước biển tràn vào dòng sông, thì nguy cơ nguy hiểm càng lớn, hãy thận trọng. Nội lực của Trương Vô Kỵ thực sự là không giới hạn, với một lượng nội lực lớn hơn nhiều so với Đoàn Dự. Vì vậy, nếu Đoàn Dự sử dụng Bắc Minh Thần Công để hấp thu nội lực của Trương Vô Kỵ, có nguy cơ anh ta sẽ bị phản phệ. Mặc dù nội lực của Đoàn Dự từ việc hấp thu nội lực của 7 vị cao thủ Vô Lượng Kiếm hiển nhiên cao hơn Trương Vô Kỵ, nhưng trong trường hợp này, Bắc Minh Thần Công không chắc chắn sẽ gây ra phản phệ. Trương Vô Kỵ còn có một khả năng bí mật khác, đó là anh ta có thể hấp thu nội lực của người khác. Trong một trận đánh tại đỉnh Quang Minh, khi 6 môn phái bao vây Minh Giáo, Trương Vô Kỵ đã một mình đánh bại nhiều cao thủ võ lâm. Anh ta bị thương nặng, nhưng Cửu Dương Thần Công luôn bảo vệ cơ thể anh ta. Đoạn văn gốc trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký còn viết, vốn là một nguồn lực vô tận,